tiện ở thợ may, người ta nghe người ta nói thợ may là mình phải nấu cơm cho nó ăn không à. Giáo viên với thợ may là hai đứa đó, là hai cái nghề đó là mình phải nấu cơm cho nó ăn. Ủa sao kỳ vậy cô? Xin mời. Dạ, chào chị. Chào Quang Linh với dạ. Lê Lộc. Chào, xin chào khán giả. Rất vui được gặp tôi, cô với em. Ở Tiền Giang, sáng đi lên tới đây. Ở Tiền Giang ở đâu cô, huyện nào? Tiền Giang, huyện Chợ Gạo, giáp ranh với Long An nữa. Chợ Gạo mà ít gạo, thấy toàn trồng ớt không đúng không cô? Có thể cho tụi con biết là cô đang làm việc gì ở nhà? Nhờ cô già rồi không có làm gì hết. Dạ, ở nhà giữ cháu hả? Không có giữ cháu nữa. Không giữ cháu luôn? Nhà không, đi chơi không à. À, em chào anh Quyền Linh và Lê Lộc, chào khán giả. Em tên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, hôm nay 42 tuổi, nghề nghiệp thợ may. Em làm dâu mẹ ở đây gần 22 năm. Thời gian khá dài ha, chắc cũng có nhiều câu chuyện có thể chia sẻ khán giả. Lần đầu tiên gặp con gái, con dâu mình á, cô cảm giác có gì ấn tượng không? Thằng con nó về nó báo, nó nói là nó đi làm bên lương thực á. Rồi nó gặp đây, nó về nó báo, nó nói giờ con có quen, giờ mai mốt má lên nói chỗ đó cho con. Xã thôi đi công tác rồi ghé, tao hỏi coi mắt tôi coi. Ông xã về, ông nói nhỏ này nó nhỏ con. Hồi đó nó nhỏ xíu rồi, nó có bự như vợ. Nói cái nó về nói mày cưới vợ xa quá rồi đi về khó khăn lắm con, thôi để kiếm gần. Nó nói thôi con muốn chỗ đó à. Rồi nói sao nghe ba mình nói nhỏ xíu rồi về nó mạnh gì được. Với nó nói thợ may, nó trèn ơi thợ may, tao nghe người ta nói thợ may là mình phải nấu cơm cho nó ăn không à. Giáo viên với thợ may là hai đứa đó, là hai cái nghề đó là mình phải nấu cơm cho nó ăn. Ủa sao kỳ vậy cô? Nó lo nó may không, tối ngày nó đâu có nấu cơm. À, mai chiều cũng nghỉ nấu chứ. Nấu cơm rồi nó lo nó may, sợ mất thời gian nó đó. Nghe nó nói vậy rồi nó có lên tới nhà coi mắt nữa. Cũng còn nhỏ tuổi nhưng mà nó cũng thành thầy rồi, nó dạy may đó. Thấy học trò may cũng nhiều, thì cũng vừa ý cái đó. Nhỏ này nó biết lo làm ăn rồi, nó còn nhỏ mà nó cũng thành nghề sớm á. Thôi kệ cũng được, cũng chịu, giờ xa thôi giờ cũng ráng chịu. Okay. Lần đầu tiên nhỏ chút xíu thôi, đâu có nhỏ lắm đâu. Chứ nó bự vậy chứ, về nuôi nó bự chứ, hồi đó nó nhỏ xíu mà. Nuôi nó nay hai mấy năm rồi còn gì nữa không bự. Nuôi hai mấy năm rồi đó. Về nó cũng nấu cơm nó lẹ làng lắm nên mình cũng khỏe, không có nấu cơm cho nó ăn. Thì cái lần đầu tiên gặp mà chưa làm vợ với lần đầu tiên khi mà về làm vợ rồi, nó có khác gì nhau không chị? Cũng sợ, nói không biết mình có chồng xa, tại vì nhà chị cách nhà chồng á là 100 cây số. Tha là ở đâu? Ở nhà em ở huyện Vĩnh Hưng á. Vĩnh Hưng là gần biên giới á. Dạ, gần biên giới Campuchia. À vậy à? Dạ. Thì Long An đúng không? Dạ. Ai cũng nói trời có chồng xa mà lỡ mẹ chồng khó vậy đó, mà nhìn thấy mẹ lần đầu tiên thấy dễ. Về mới thấy khó. Không, dễ luôn. À. Công việc của chị may đồ mà cái tánh chị kỹ lắm. Chị đi tới chỗ nào phải sạch bóng chỗ đó. Cái má mới nói lo làm tiền không lo. Tôi đâu có biểu dọn dẹp cho tôi đâu mà làm vậy. À. Chứ lo làm tiền thôi, nhà dơ kệ nó. Chị làm dâu má dễ lắm. Dạ. Chị khó. Chị khó hơn má. Dễ khi nào cằn nhằn má không? Cằn lén không à anh ơi. Lén nói cho chồng nghe. Trời ơi, tôi mét chồng á hả? Mét chồng, nói giờ trời ơi công việc mệt quá mà không có kỹ. Em kỹ, chồng cũng không kỹ nữa, trời chắc chết quá. Chị có biết là mẹ chồng chị là sợ chị về không nấu cơm không? Không, giờ mới khai ra. Trời chứ chị giấu hai mấy năm rồi. Long An là với Tiền Giang hát cải lương hay lắm á. Cái nôi của cải lương mà. Miền Tây giờ mình chưa. Miền Tây mà. Miền Tây. Em thì em tại vì cái gen ba em đờn cổ. Cái điều kiện của em hồi xưa không có. Phải có như giờ chắc có thể em làm nghệ sĩ. Trời, có là nổi tiếng rồi đó. Đâu bà thương cầu anh. Con sao trong lòng nhớ bầy than thờ,
tiếng sáo bị thương nức nở giữa đêm trường. Ở dưới miền Tây mà trời mưa mà ngồi mai mà hát chỗ này buồn rụng rúng luôn á. Má coi phim tối ngày còn em ngồi mai em nghe. Ủa, hai mẹ con hợp cái điều gì nhất? Hợp nấu ăn. Nấu ăn nó lúc đầu về nó cũng không có biết nấu gì hết á. Sao mình nấu rồi nó coi lén chứ nó cũng không có hỏi, nó nhìn lén không à. Mà nó học được, nó nấu, bây giờ nó nấu còn ngon hơn mình nấu nữa. Đó. Nhất là làm bánh ít bánh tét á. Nó thấy làm bánh ít bánh tét giờ nó làm được hết. Gói bánh ít bánh tét cũng ngon, nó khéo lắm. Nó lẹ làng nữa. Nhiều khi con gái dâu kỹ quá cũng khó chịu không cô? Kỹ quá, mình thấy cũng khó chịu. Mình bày đó cái nó lợi nó dọn á. Mình thấy cũng hơi khó chịu đó. Ủa, mình bày nó dọn mình vui chứ. Má ngược là vậy anh. À vậy à? Dạ. Dọn liền. Dọn liền luôn vậy hả? Nó dọn liền. Bài ra nhiều quá mình để đâu á, mình đâu có cái dọn nó nổi đâu. Thí dụ mình làm rồi hết nó dọn không nói, mình làm chưa rồi lại dọn. Có chờ mình làm xong hết rồi anh dọn một lần vậy mà. Ta dọn kiểu dằn mặt đó mà. Anh ấy đừng có bài nữa đó. Không biết nó dọn có dằn mặt không? Có dằn mặt chứ, nhiều khi bực mình. Không dọn liền không có dằn. Cái gì nhiễu ở bếp rồi nó lại cái lấy đồ lao quẹt quẹt nó dọn rồi. Dằn mặt chứ còn gì nữa. Còn mà lau nhà á, anh Quyền Linh biết ha. Trời ơi, lau nhà làm gì? Bỏ tiền tỷ ra các nhà rồi phải làm nô lệ nữa hả? Không thẳng để vài ngày mới lau chứ không có cho lau mỗi ngày. Trời, gặp mẹ chồng thì dễ quá. Thường mẹ chồng khó bắt lau rồi là dạ, còn mệt hơn. Cái đó không có bắt buộc nó làm. Nó ăn chén nó chồng rồi tới ngày mai nó rửa mà nó chồng dung trùng vậy cũng không nói luôn. Nó chừng nào rửa rửa kệ. Em á thì nhiều khi cũng tổ chức rồi hát ca rồi, nhiều khi uống vài lon bia xỉn á, cái để chén đó má cứ để đó, mai còn rửa nha, má đừng rửa thì để nguyên vậy đó. Nó hát cái văn nghệ đã rồi nó nhậu rồi thôi nó bỏ một đống chén ghê luôn, ráng nó dọn cũng kệ luôn, không thèm la gì hết. Ngon dọn để luôn, để luôn, để luôn. Để đó mày để tự làm tự dọn đi ha. Rồi sáng nó dọn rồi, giờ nó nhậu say rồi còn gì nó dọn. Ừ, lừa nó tụ tập hoài sợ không cô? Thì kệ nó tụ tập thì nó dọn nó làm. Trời, có làm. Lúc mà em nghĩ má nói sao tụi bay không rủ nó nhậu gì cho nó hát mà nghe. Nói chung cũng có cái hợp cũng có cái không hợp, thì em kỹ thì má không có kỹ là cũng cái đó là cũng không hợp rồi. Nhưng mà tánh em thì cũng nói thẳng, tánh má cũng nói thẳng luôn. Nhiều khi thẳng quá nó cũng hơi căng. Có khi nào thẳng quá nó căng thiệt có, không? Có, cũng có chứ anh. Những lúc căng vậy thì sao? Căng rồi cái một chút hết à. Ai nhường ai trước? Thì em con dâu em phải nhường chứ. Bữa đó tính cho chồng nó thấy cực khổ, cho nó đi du lịch với người ta công ty đó, cho đi. Nhường cho chồng đi mà nó không có cho đi. Nhỏ tối về sửa soạn đi, mới tính sang xuống chửi. Tính chửi ngày lần mà chửi đã rồi nó không trả lời thôi, chửi có mấy câu thôi chị. Thấy chưa? Mai mốt còn lấy chồng á, mà mẹ chồng chửi á, im. Im luôn. Đây cũng kinh nghiệm hay cho những cô về làm dâu nha. Kệ cứ bơ bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Xong hồi ta mệt ta về à. Đúng không cô? Có khi nào chị xung đột nói lại với mẹ chồng không? Ví dụ như vậy đi, em nói anh về nhà có đám giỗ. Ví dụ má thì muốn làm bánh tét đi, em nói ngày xưa con còn trẻ, con khỏe, con làm nổi chứ giờ con không có làm nổi. Giờ dù cho có ngon cỡ nào nữa con đặt người ta làm chứ con không có làm. Cực quá hả chị? Cực lắm. Dạ. Con lo nấu ăn à. Tại ví dụ nhà em đám mười mấy mâm là em với bà chị dâu nấu hết à. Giỏi vậy ta. Hai dâu làm không truyền nghề lại giờ quên hết rồi. Vậy chú có tức không cô? Nhắm mình làm không nổi thôi, chịu thua nó chứ giờ sao vậy. À, giữa cái chuyện mà nuôi con nuôi cháu gì đó rồi nó có hợp với nhau không? Nuôi con thì má dễ nhưng mà tánh vô tư lắm. Em nuôi con em hai đứa gái em á. Ở chỗ sao lớn quá vậy? Học đại học năm 2 rồi. Ví dụ chăm con cho ăn cho uống đồ thì cũng theo khoa học theo thời buổi giờ má rất là thoáng cái đó. Nhưng mà có cái là giữ con rồi á. Má chị tại chị mất mai. Má giữ giùm đi thì ở giờ tắm rửa sẵn rồi cho ăn rồi nha. Chỉ giữ thôi chứ không cho ăn nha, ghét cho ăn lắm. Ghét. Cho ăn khó lắm. Khóc nó khóc phải không bác? Nó khó lắm, nó thấy nó cho ăn nó bóp miệng không à. Nó bóp miệng không à.
Ai cho ăn ướp miệng? Mẹ nó chứ ăn. Nó không có ăn. Hồi nhỏ, hồi mà kiểu như mới có mười mấy tháng chị cho ăn, nó phun ra không rồi thì nhét nó vậy đó. Dạ. Kém ăn lắm. Ép tội nghiệp nó vậy hả? Nó làm chỉ làm miệng nó đút ăn cho vô bụng được thôi. Có lúc nào cô buồn con dâu mà cô không nói được, cô đóng cửa lại suy nghĩ mình không cô? Có nói nó mà nó không nghe. Cũng nó nói chuyện với chồng nó hoặc là con nó nói không có im thấm vậy, cũng kiểu như mà nó nói sổn sản vậy đó, rỗn rãng vậy đó. Nghe nói là sợ rỗn rãng nhưng có rầy nó, nhưng mà nó đâu có bỏ tật nó. Tại vì em ghét nó nhỏ lắm. Hỏi gì, ví dụ anh nói gì đi, hỏi anh nói cái gì, nói miệng không à, mà nhậu ra nói lớn em ghét. Cho nên em tại sao mà nhậu nói chi lớn dữ, bình thường nói nhỏ không nghe, cho nên là em nóng cự vậy thôi chứ không có gì. Ví dụ mình dọn cơm lên đi, muốn hết cả gia đình vợ chồng con cái rồi ăn, dọn lên rồi em ăn đã rồi ông vẫn còn nằm đó ông coi phim, thì tất nhiên anh phải nóng chứ sao, chứ không phải là em không biết cách xử sự. Ủa vậy là anh ở nhà cũng coi phim nhiều lắm hả chị? Coi rồi nói hỏi mấy tiếng không nghe, cho nên nhiều khi má hiểu lầm đó, con hỏi ảnh hai ba tiếng ảnh không trả lời, cho nên anh hỏi lại con nóng cự luôn, chứ không phải là con cự vậy. Phải có nguyên nhân đó cô, có lý do chứ. Dạ, chị cự con chị cũng nó người hiểu biết chứ chị đâu có vậy. Nó cự con nó lì, không có nói mềm mỏng lì, nói không nghe. Cự con luôn á hả? Con nó cự hoài luôn, cự lớn. Ví dụ em dọn rồi, dọn bàn rồi này kia cái chỗ nó học đi, rồi nó giục tùm lum hết, em mới nói mẹ đã dọn vậy thì con lấy đâu con để đó, tại sao con làm vậy? Thì tất nhiên em la vậy thôi, má không có kỹ, má nghe em nói vậy thì má không có thích. Nếu như mà em im luôn thì nó dơ luôn vậy đó. Nhưng mà em có nghĩ rằng khi mà mình nói trước mặt lớn tiếng với người cao tuổi đó, rồi họ cũng buồn, họ giận. Em nghĩ má coi phim má không nghe, sao nghe hay ghê. Tại vì nói nghe rồi. Hết đó chị ơi. Bác coi phim nhiều quá rồi chị phàn nàn không? Rồi coi luôn, chắc tối luôn. Tối mà đi ngủ rồi coi tới sáng vẫn là còn coi một ngày luôn đó hả? Coi một ngày rồi một đêm nữa. Trời ơi. Vậy đó. Coi ngày mà 8 tiếng có khi coi tới hết 6 tiếng rồi. Trời ơi. Ngày 8 tiếng là coi, 6 tiếng là 7 tiếng luôn nữa. Chỉ nghỉ 1 tiếng đi chơi thôi. Nhưng mà coi TV nhiều quá cũng không có tốt cho mắt đâu á bác. Bởi vậy. Buồn cứ coi chứ không biết làm gì giờ. Mà sao không có niềm vui nào con dâu tạo niềm vui khác cho mẹ chồng chứ? Thì nó lo nó mai cạch cạch tối ngày nữa. Có nó coi phim còn rủ em coi nữa nè là Hạnh ơi lại coi nè, cái này hay lắm nè. Trời ơi, đang mai đâu coi trời. Mai rủ coi phim nữa. Rủ nó coi, nó không coi mình coi chứ sao. Mà em á là em không có thích phim nhét, em cũng không có vô nữa. Có mai quần áo cho mẹ chồng mặc không? Có áo dài nè em mai nè. Wow. Dữ ha. Vậy ngon rồi. Có con dâu mai quần áo mặc khỏi đi mua rồi. Thì thích rồi, thích nghe rồi. Nói thợ mai thích rồi nhưng mà sợ nấu cơm cho nó ăn xong. Rồi bây giờ để xem coi chồng của chị có cái mong muốn thế nào ha. Mong rằng sau chương trình này thì tình cảm giữa mẹ và vợ sẽ thật là tốt đẹp. Mặc dù trong cuộc sống thì nó cũng có những lúc không vừa lòng với nhau, nhưng mong rằng có gì đó thì giữa mẹ và vợ sẽ thông cảm cho nhau, sẽ để cái tình cảm giữa hai người nó ngày càng khăng khít hơn. Có điều gì mà giữa hai mẹ con chưa có khăng khít không bác? Thì nãy giờ cũng nói là nó nói cái tật nó nói vậy đó, là cũng hơi buồn trong bụng là nó không có nói mềm mỏng với con mình. Mỗi con có nói nhỏ lại, nói lén, nói nhỏ lại, không nói lớn nữa. Rồi con nó nữa, con nó ngày nào nó cũng sạc hết trơn. Qua 22 năm làm dâu như vậy thì chị có mong muốn điều gì với mẹ mình không? Cái tánh má cũng nói thẳng, mà nhiều khi thẳng quá em cũng đau vậy. Giận em chuyện gì nói tạc luôn rồi, chứ gái nói nhỏ nhẹ lắm. Cũng buồn chứ. Gái thì mình nói sợ nó buồn. Còn con dâu thì mình biết nó không có buồn đâu. Má ngược lại anh thấy không? Rồi cảm ơn cô với lại chị Hạnh đến đây. Có hai cái điều khúc mắc mà bây giờ Quỳnh Linh nghĩ rằng là
con dâu hứa trước đi, mai mốt mình nói chuyện với chồng với con cái nhẹ nhàng dịu dàng chút xíu. Điều thứ hai là mẹ chồng cũng đừng nói thẳng quá trước mặt mọi người, đôi khi cũng gây buồn lòng với con dâu. Con rút kinh nghiệm lại, con sẽ nhỏ nhẹ hơn. Từ nay thì nếu mà thấy con sửa chữa thì cho mẹ con mình nó thông cảm hơn. Có nói thẳng với con dâu nữa không? Thì phải nói thẳng chứ. Nói quá cũng đau chứ. Dạ đó. Nói thẳng quá cũng đau quá cô hả? Nói thẳng với hai đứa luôn không đau. Chứ nó đều. Cặp mẹ chồng nàng dâu dễ thương nè. Cô Linh xin gửi tặng một kỷ niệm của chương trình. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe. Chúc cho gia đình hạnh phúc mãi mãi.